Xin chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Trong ngày hôm qua thì Việt Vinh có một chút việc bận, cho nên là Việt Vinh không giao lưu của anh em được. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh giao lưu của anh em một chiếc đầu CD của hãng Rotel đến từ Anh Quốc. Và chiếc đầu CD này thì nó có model RCD1072. Chúng ta có thể gọi là model 1072, mẫu mã của nó rất là đẹp. Nhưng duy nhất, chiếc đầu CD này thì thực sự với anh em rất đáng tiếc là trong quá trình vận chuyển về thì nó có một chút trục trặc. Đó là nó bị xước sơn một chút chỗ này anh em này. Đấy, bị xước sơn một chút ở đây. Cái thứ hai nữa là nó bị va đập thì bị móp móp một chút ở chỗ này. Tức là bị mất sơn anh em. Chiếc đầu CD này thì bình thường nó cong này, đây nó vẫn cong này, nhưng ở dưới nó cong hơn một chút. Đấy, chỗ này là miếng kim loại bằng nhôm thì chúng ta có thể đập nó ra thì nó sẽ đẹp lại như cũ thôi, không sao cả. Anh em nào khéo tay anh em sơn lại một chút chỗ này. Đấy, bị xước một chút chỗ đấy. Cái thứ hai là cái phần nắp máy của nó thì rất đẹp anh em. Nhưng mà duy nhất chỉ có một cái chỗ đó là gì? Trong quá trình vận chuyển nó bị va đập đấy anh em này. Đấy, nó bị móp một chút ở cái phần này. Đấy, anh em nhé. Đấy, chúng ta có thể đập thẳng nó ra. Rất đơn giản thôi. Nếu mà Việt Vinh sử dụng thì Việt Vinh sẽ làm như vậy. Nhưng mà cái này thì anh em tự phải làm. Đấy, anh em đập thẳng ra này. Đấy, nó bị mỗi chỗ này thôi anh em ạ. Đấy. Và chiếc đầu CD này thì Việt Vinh sẽ bán cho anh em một mức giá một nửa so với ở trên thị trường. Tức là Việt Vinh bán chiếc đầu CD này ở một mức giá, đó là mức giá lỗ đây anh em ạ. Đấy. Và để tránh mất thời gian của anh em thì Việt Vinh sẽ thử chức năng đọc của chiếc đầu CD này. Trước khi thử chức năng đọc thì Việt Vinh sẽ cho anh em xem qua cái phần nội thất anh em nhé. Cái phần nội thất thì Việt Vinh đã mở sẵn rồi, tại vì cũng tránh mất thời gian của anh em. Chiếc đầu CD rất là đẹp, nhưng mà bị xước chỗ này một ít nữa. Và cái phần Việt Vinh vừa chỉ cho anh em đây. Đấy. Nhưng mà Việt Vinh nghĩ rằng là những cái này chắc là cũng không quan trọng lắm đâu, tại vì cái phần này là phần mặt sau, cái phần này là phần phía sau anh em nhé. Còn phần phía trước nó nằm ở đây này. Đấy. Cái này là phần phía sau, sau lưng máy, đây, cái ốc anh em này, sau lưng máy, cho nên là cũng chả ai nhìn thấy đâu. Rồi, bây giờ thì anh em xem qua cái phần nội thất. Đầu tiên thì Việt Vinh sẽ thử một chiếc đĩa như thế này. Đấy, xước sát như thế. Cho nó vào. Đọc ngay, đúng không ạ? Là play. Tua bài. Tua bài 7 đi. Lại tua về bài 1 vậy. Rồi, rất là xuất sắc. Tiếp theo Việt Vinh sẽ thử một chiếc đĩa khác. Đọc ngay đúng không ạ? Rất là khỏe, mắt cực kỳ tốt. Tua bài. Tua bài tiếp. Rất là tốt. Việt Vinh sẽ thử những chiếc đĩa mà tương đối là xước sát cho tất cả anh em chúng ta cùng xem. Đấy, rất là xước sát đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể nhìn. Thực sự với anh em đĩa nào vào nó cũng đọc. Tua bài. Tua bài tiếp. Bây giờ chúng ta tua lên 15 nhé. Đấy, anh em thấy không? Rất là nét. Việt Vinh sẽ thử hết một đống đĩa này cho anh em xem. Nó hơi mất một chút thời gian nhưng mà anh em thông cảm nhé. Những anh em nào mà mua thì Việt Vinh nghĩ rằng anh em rất là quan tâm trong quá trình chúng ta thử đĩa.
rất là xuất sắc. Hiện tại thì đã thử được 4 chiếc đĩa rồi. Và đây là chiếc đĩa thứ 5. Xuất sắc. Và tiếp theo đây là những chiếc đĩa mà rất là sức sát. Anh em thông cảm, Việt Vinh cầm một tay cho nên là sử dụng rất là khó. Đấy. Đọc ngay anh em ạ. Tua bài lên này. Đây, em nhìn này, đĩa này, xước sát này, hỏng hết rồi này, rỗ hết rồi này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, anh em nghe tiếng đọc, cố gắng đọc lắm ấy. Và tiếp theo thì mình sẽ thử một chiếc đĩa cuối cùng. Đấy. Chiếc đĩa này thì nó còn tốt hơn nữa, chiếc đĩa kia. Chiếc đĩa màu xanh lúc nãy Việt Vinh thử cho anh em, thực sự anh em rằng chiếc đĩa đấy thực sự rất là kinh khủng. Đây, chúng ta có thể nhìn. Nó chả còn một cái gì cả, nó rỗ hết rồi. Đấy. Nó lật cả một cái lớp tráng lên rồi này, anh em nhìn thấy chưa? Chỗ này này. Đây này. Đấy. Thế mà nó vẫn đọc được anh em ạ. Rất là tốt đúng không ạ? Rồi, anh em vừa xem Việt Vinh thử một đống đĩa rồi. Cho nên là anh em mà dùng thì yên tâm. Đấy. Thực sự với anh em rằng đây là một chiếc đầu CD cũng khá là đắt tiền. Nhưng mà nó rất là đáng tiếc trong quá trình vận chuyển. Xước sơn này hơi móc một tí, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, móc một tí này. Đấy. Cái này thì chúng ta ngắn nhẹ một chút. Mọi cái của chiếc đầu CD này nó chỉ có vậy thôi anh em ạ. Xảy ra cái trường hợp là nó móp móp với cả là nó xước sơn một chút. Còn lại thì anh em có thể nhìn qua rồi, rất là mới. RCD 1072 của hãng Rotel. Một hãng rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Nội thất của nó thì còn nguyên bản. Rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đây anh em có thể nhìn cái phần mặt sau của chiếc đầu CD Rotel này. Rất là đẹp đúng không ạ? Nó chạy nguồn điện gốc của nó là 230V và số seri của chiếc đầu CD này là 3491100. Đây. Đây là cổng tín hiệu đầu ra anh em nhé. Model của nó đây, RCD 1072. Rồi, mọi cái nó cũng chỉ có vậy thôi. Cũng chả biết nói thế nào cả. Anh em nhìn này, đấy, từ những cái con ốc này, lớp sơn vẫn được bảo vệ này, những con ốc này đánh dấu này, chưa được mở ra bao giờ cả. Tất cả còn nguyên bản, kể cả cái mạch này anh em nhé, anh em nhìn cái mạch này. Đấy, cái lớp sơn nó còn đánh dấu ở ốc này. Nhưng cái này là cái rất đơn giản thôi, nếu mà chúng ta sửa chữa chắc chắn là chúng ta sẽ phải mở cái ốc này ra và sẽ bị mất cái lớp sơn này. Nhưng mà chiếc đầu CD này tất cả còn nguyên. Việt Vinh nói đây thì anh em có thể hiểu là đây là một chiếc đầu CD nguyên bản. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, tất cả của nó còn nguyên hết, kể cả cái phần mặt của nó, anh em nhìn này, cái phần mặt của nó này. Đấy, như con ốc này, được đánh dấu này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Tức là chiếc đầu CD này là một chiếc đầu CD nguyên bản, chưa được mở ra bao giờ, chưa được sửa chữa.
Vì vậy anh em yên tâm sử dụng. Mỗi vậy thôi anh em ạ. Và hình thức của nó thì còn rất là đẹp. Đấy. Màn hình số nét căng. Mọi cái chỉ có vậy thôi. Đấy. Đấy, cái dòng này nó làm hơi không cong này. Trên này hơi không cong. Việt Vinh thực sự với anh em rằng là rất là đáng tiếc trong quá trình chúng ta buôn bán. Chúng ta không bao giờ mong muốn cái trường hợp này xảy ra. Vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề kinh tế. Đấy. Và tình trạng của chiếc đầu CD này thì Việt Vinh vừa nói qua cho anh em rồi. Vinh cũng không cần phải nói lại nữa. Chiếc đầu CD này thì Việt Vinh bán cho anh em một mức giá một nửa so với thị trường. Ví dụ như thị trường hiện tại đang là 9 triệu. Nếu mà có thì Việt Vinh bán cho anh em chiếc đầu CD này với giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Mức giá 4 triệu 500 ngàn đồng này là một mức giá chuẩn. Cho nên là anh em nào mà yêu thích chiếc đầu CD này có thể gọi điện cho Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh xin chào tạm biệt tất cả anh em.